Chào các bạn. Chúng ta bắt đầu theo dõi phần hướng dẫn và giải bài tập có tên là tạo trang masterbay.master. Thì đối với bài tập này, tôi gom chung lại hai phần hướng dẫn và giải đi kèm với nhau. Như vậy thì yêu cầu của bài tập này như sau. Tạo trang web dùng làm trang master. Thì đây là một cái hình ảnh của trang master trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế. Thì đây các bạn nhìn cái hình ảnh này là hình ảnh trong quá trình thiết kế nha. Thì theo như bài lý thuyết thì chúng ta đã biết rằng là đối với một trang master thì luôn luôn nó có một cái content placeholder. Thì đây là cái phần mà chúng ta thiết kế. Và yêu cầu của đề bài là chúng ta chỉ tạo một cái trang master để sẵn như vậy. Với một cái giao diện chung là trong đó chúng ta sẽ có cái phần banner ở trên đây, và thực đơn, và cuối cùng là cái phần ghi nhận các thông tin ở cuối trang. Thì đối với bài tập này chúng ta thấy rằng là những cái user control mà chúng ta đã tạo trong bài 5, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lại để thiết kế nó. Yêu cầu bài tập của chúng ta là như sau. Về mặt thiết kế thì đầu tiên chúng ta phải đi vào cái thao tác là tạo trang master. Sau đó chúng ta tạo một table và sử dụng các user control đã tạo trong bài 5 để trình bày nên cái phần layout theo yêu cầu của đề bài. Như vậy thì chúng ta bắt đầu chuyển sang phần giải bài tập này như sau. Ở đây tôi tạo trang master ngay tại thư mục màn hình. Đây tôi sẽ chọn template của tôi là masterbay và tôi đặt tên là masterbay luôn. Rồi, chúng ta chuyển sang phần design. Đây. Như vậy thì các bạn thấy là mặc định là luôn luôn nó tạo cho chúng ta một content placeholder. Như vậy thì bây giờ để dễ quản lý thì tôi đặt cái content này, cái tên của nó. Hiện tại nó đặt cho mình là content placeholder 1 của các bạn. Thì chúng ta có thể đặt cho nó một cái tên khác. Tại sao chúng ta làm như vậy? Là vì chúng ta phải khai báo để để chúng ta dễ quản lý trong quá trình chúng ta viết code cho những bài sau. Rồi, tôi đặt nó là main content. Rồi, bây giờ bước kế tiếp của chúng ta là tôi sẽ thiết kế một cái table. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái table ở đây. Thì theo như phần trình bày, các bạn thấy table của chúng ta sẽ là bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột, thì chúng ta trở lại cái PowerPoint. Chúng ta thấy là chúng ta có một dòng nè, hai dòng nè, ba dòng nè, bốn dòng và một cột. Vậy đây tôi sẽ khai báo là bốn dòng, một cột. Và độ rộng cho cái table này tôi sẽ định đó là 700 760. Tại vì ở đây tôi thiết kế màn hình này để khi quay phim cho các bạn thấy nó dễ nhìn ha. Cái độ rộng này cho nó chúng ta thấy nó dễ nhìn. 760 pixel. Rồi tôi đặt tên cho nó bảng nền. Và tôi sẽ cho nó ra giữa. Thì chúng ta đi vào đây. Chúng ta sẽ khai báo trong cái phần HTML của chúng ta. Rồi bây giờ cái độ rộng mà chúng ta chia ra
Thì ở đây tôi sẽ lấy là 170. Và cái ô ở giữa của chúng ta sẽ là 420. À, cái này tôi xin lỗi ha, vì chúng ta cái này phần chia này là chúng ta sẽ nằm ở trong cái trang content. Thì ở đây thì chúng ta không khai báo phần độ rộng luôn. Có thể là chúng ta sẽ bỏ qua luôn, là vì cái độ rộng nếu chúng ta bỏ qua cũng mỗi ô ha, thì nó sẽ lấy bằng với độ rộng của cái table mà chúng ta phải bỏ các bạn, là vì mặc định là các bạn thấy rằng nó để 100 ha, thì ra ngoài chúng ta trình bày nó sẽ bị khó khăn. Rồi, như vậy thì sau khi mà chúng ta thiết kế một table rồi, bây giờ tôi mới đưa cái content này vào cái dòng số 3 của chúng ta. Đấy, các bạn thấy ha. Rồi bây giờ tôi đi vào đây, tôi xem coi rằng nó còn một cái đây, nó có một cái phần break của chúng ta ở đây ha. Chúng ta sẽ bỏ nó luôn. Vì thường đây là những cái mà nó mặc định nó làm, thậm chí tôi bỏ luôn cái tắc div ở đây. Thì chúng ta sẽ đi xuống đây, chúng ta bỏ luôn cái tắc đóng của nó. Rồi, bây giờ sau khi hoàn tất được một phần thì chúng ta lần lượt sẽ trình bày như sau. Cell spacing tôi cho 0. Cell spacing tôi cũng cho 0, cell padding và cell spacing. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ lần lượt thiết kế các ba cái user control còn lại. Thì ba user control chúng ta cất trong cái phần thể hiện. User control thứ nhất là user header của chúng ta. Đó là cái thứ nhất. User control thứ hai, đó là cái user thực đơn. Rồi user control thứ ba của chúng ta, đó là user footer. Đây. Như vậy thì các bạn thấy về mặt giao diện chuẩn thì chúng ta đã ổn, nhưng mà cái phần định dạng này nè, các bạn thấy là nó chưa có đúng với bài ha, thì chúng ta còn thiếu cái phần khai báo cái tập tin CSS. Chúng ta sẽ đi vào đây, chúng ta kết hợp. Tức là chúng ta được phép khai báo CSS trong cái trang master của chúng ta ha. Thì trong cái phần title chúng ta cũng có ghi là đây tôi sẽ khai báo như sau. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong phần khai báo tập tin CSS. Như vậy thì các bạn thấy khi khai báo xong là chúng ta có một cái giao diện đúng như bài chúng ta đã làm. Thì đây là cái thao tác để chúng ta tạo một cái trang master. Rồi thì các bạn thấy rằng là nó không có gì khó hết đối với cái thao tác chúng ta tạo một trang master như vậy. Như vậy thì cái phần mà hướng dẫn giải cái bài tập này, tức là thao tác tạo một trang master và trình bày giao diện có dạng như vậy của chúng ta ha, coi như là xong cái bài tập này các bạn. Các bạn thân mến, phần hướng dẫn giải của bài tập
có tên là Tàu Trang Master B. Master đến đây là kết thúc. Thân ái chào các bạn.